Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và trong cái ngày hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn là những cái kỹ thuật, những cái nguyên lý, những cái vấn đề an toàn trong vấn đề mà chúng ta phẫu thuật bằng bằng dao mổ điện. Và nếu như các bạn muốn liên hệ với mình thì các bạn vui lòng vào cái Facebook là có địa chỉ UID đây, Nguyễn Công Trình 113. Đấy. Thì các bạn sẽ liên hệ với mình qua cái Facebook này, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Vấn đề đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu những cái nội dung sau đây, đó là một số vấn đề về cơ bản phẫu thuật bằng dao mổ điện, các vấn đề liên quan đến an toàn và những cái hiệu năng trong quá trình chúng ta phẫu thuật bằng bằng dao mổ điện, các công nghệ hiện đại bằng bằng dao mổ điện. Vấn đề đầu tiên đó là các khái niệm cơ bản trong phẫu thuật điện, gồm có những cái các khái niệm như sau: dòng điện, điện trở, điện áp và công suất. Tất cả những cái giá trị này đều liên quan đến dao mổ điện cả. Và mỗi giá trị nó đều có những cái mức khác nhau mà chúng ta cần phải lưu ý. Dòng điện đối với dòng điện thì được tính bằng đơn vị là hertz. Và chúng ta có một cái lưu ý khá quan trọng là khi tần số cao khoảng 100.000 Hz thì dòng điện sẽ không gây kích thích lên lên hệ thần kinh. Vấn đề thứ hai là vấn đề trở kháng hay gọi là điện trở. Thì trong phẫu thuật điện, cơ thể bệnh nhân là cái vật mà gây ra điện trở nhiều nhất. Điện áp thì được đo bằng đơn vị là vôn. Công suất là nó biểu thị khả năng sinh công. Và trong cái dao mổ điện thì nó phân ra chế độ cắt hoặc là cầm máu, và nó hiển thị ở trên trên mặt của cái máy đó. Chúng ta có cái sự so sánh đối với cái hệ thống tuần hoàn như sau: dòng điện giống như là máu chảy trong mạch vậy. Điện trở thì giống như kích thước của mạch máu, và điện áp giống như sức co bóp của tim. Phẫu thuật lưỡng cực, đây là một cái chế độ của dao mổ điện. Đối với chế độ lưỡng cực thì không cần cái tấm âm cực được đặt ở phía dưới hoặc là phía dưới lưng của bệnh nhân ấy. Đấy. Điện áp thì nó sử dụng là thấp hơn. Chế độ tiếp theo là chế độ đơn cực. Chế độ đơn cực thì được sử dụng trong trong phẫu thuật điện, và nó thường được sử dụng rất là nhiều. Dòng điện chạy từ máy rồi nó sẽ đến đầu điện cực đây, nhìn con trỏ đầu điện cực đây, rồi nó sẽ đến cơ thể bệnh nhân, và nó sẽ đến cái tấm âm cực ở phía dưới lưng này. Đấy. Và nó sẽ chạy và về máy. Đó là chế độ đơn cực là mono nhé, chúng ta lưu ý là mono này. Đấy. Lưỡng cực là bi này. Đấy. Mono là một, bi là hai. Dòng điện cao tầng, đối với cái dao mổ điện này thì nó sử dụng dòng điện là dòng điện cao tầng. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao dòng điện của dao mổ điện lại không gây nhập? Câu hỏi thú vị là như thế. Trả lời đó là do dao mổ điện được tạo ra dòng điện có tần số rất là cao, khoảng 200 kHz đến 30 Hz, cho nên là nó không gây nhập đâu, không kích thích liên hệ thần kinh đâu. Dòng điện nó gây nhập trong trường hợp nào? Trong trường hợp đó nó trùng với tần số của nhịp tim. Đấy. Nhưng mà đây là nó ở tần số rất cao, cho nên là nó sẽ không không gây nhập. Độ tập trung dòng điện, việc phẫu thuật nó xảy ra nhờ nhờ cái hiệu ứng nhiệt. Nhiệt sinh ra khi dòng điện được tập trung với cái mật độ cao. Khi mà cái diện tích này nó rất là nhỏ, nhìn con trỏ này, diện tích này rất là nhỏ, độ tập trung nó cao nữa,
thì nó sẽ sinh nhiệt, sinh nhiệt thì nó sẽ bóc tách mô và nó sẽ làm cắt hoặc là nó làm khô máu, làm cầm máu cho cái vết thương đấy. Dạng sóng đầu tiên thì chúng ta có những cái dạng sóng là cấp, cấp là cắt. Cái thứ hai là chế độ cầm máu cốt. Đấy. Hiệu ứng phẫu thuật đạt được nhờ sự điều chỉnh về về dạng dòng điện. Về dạng dòng điện thì chúng ta có những cái dạng dòng điện như sau: dòng điện liên tục được tạo ra nhờ hiện tượng là cắt. Đấy. Dòng điện liên tục. Dòng điện thứ hai là dòng điện ngắt quãng được tạo ra nhờ hiện tượng là cầm cầm máu hay gọi là cót. Đây, đây là chúng ta nhìn thấy này, nhìn rõ này, đây đây là hiện tượng dòng điện nó ngắt quãng này. Đây là một xung này. À, ở đây nó có một cái xung tiếp theo này. Đây. Còn nếu mà nó liên tục thì nó ở chế độ là cắt. Nhờ sự điều chỉnh thời gian bật tắt của dòng điện nhiều hay ít mà nó có thể đạt được cái hiệu ứng là cắt hoặc là cót. Khi mà từ blend 1 cho đến blend 3, nhìn rõ này, này blend 1 đến blend 3 thì trong thời gian này trong cái thời gian này thì dòng điện nó giảm dần, dòng điện nó giảm dần, hiện tượng cắt nó sẽ giảm dần, hiện tượng cầm máu nó sẽ tăng lên, đúng không? Cót là vai trò của nó là cầm máu đó. Chế độ cắt là chế độ sử dụng dòng điện liên tục, điện áp thấp. Đây là chế độ độ cắt này. Với sự phóng điện của tia lửa điện thì dòng điện sẽ tập trung rất là lớn và nó làm bay hơi cái mô cần cắt. Nó tạo ra cái hiện tượng cắt. Đây là một cái sự lựa chọn tốt để thực hiện việc cầm máu qua thao tác làm khô. Chế độ hỗn hợp hay là chế độ blender được tạo ra nhờ sự điều chỉnh dạng sóng của dòng điện mổ. Blender là được mô tả như sau: cái thời gian mở của dòng điện càng ít, thời gian mở của dòng điện càng ít thì hiện tượng cắt nó sẽ giảm, đồng thời hiện tượng cầm máu nó sẽ tăng. Ví dụ như từ chúng ta quan sát cái hình nhìn rõ này, blend 1 cho đến blend 3 thì hiện tượng cầm máu nó tăng dần lên, hiện tượng cắt nó sẽ giảm dần. Chế độ cầm máu đánh lửa Fulguration Cord. Đây là sử dụng dòng điện ngắt quãng, thời gian mở chỉ chiếm 6% thôi. Chúng ta thấy cord này, thời gian mở chỉ chiếm 6% thôi. Nó có điện áp rất là cao, khoảng 9000V. Mô sẽ được làm nóng lúc bật dòng điện và nguội đi khi cái thời gian còn lại. 6% là nó sẽ mở và 94% còn lại nó sẽ tắt. Chế độ cầm máu cốt Fulguration. Chế độ cầm máu khô hay là Decryption cốt. Hiện tượng cầm máu Decryption xảy ra khi đầu dao tiếp xúc trực tiếp với mô. Có thể sử dụng chế độ cắt để thực hiện cái kỹ thuật này. Chúng ta có thể sử dụng chế độ cắt để thực hiện cái kỹ thuật này. Nhìn trong hình này, chúng ta đây sử dụng chế độ cắt để thực hiện dòng điện liên tục bậc 100%. Đấy. Chế độ tập trung thì nó sẽ chế độ tập trung dòng giảm, nhiệt sinh sẽ ít và nó không xảy ra khi hiện tượng cắt, mà thay vào đó là cái chế độ cầm máu. Đây là chế độ được thực hiện khi cầm máu trong phẫu thuật nội soi hay là cầm máu gián tiếp qua kẹp. Nhớ nha, cái cầm máu làm khô hay là decryption cord thì đây là cái chế độ được thực hiện khi mà chúng ta cầm máu trong phẫu thuật nội soi hay là cầm máu gián tiếp qua kẹp.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của một vết phẫu thuật. Các yếu tố bao gồm như sau: một, dạng sóng; hai, công suất; ba, kích cỡ đầu dao mổ; bốn, thời gian kích hoạt máy; năm, kỹ thuật sử dụng mũi dao; sáu, loại mô cần tác động; bảy là đóng vẩy ở mũi đầu dao. Chúng ta phải thuộc mấy cái từ tiếng Anh này để khi mà chúng ta gặp máy thì chúng ta có thể vận hành, chúng ta có thể đọc được nó nhé. Ví dụ dạng sóng này, nguồn công suất này, kích cỡ dao mổ này. Các nguy hiểm tiềm tàng trong phẫu thuật điện. Vì là dao mổ điện có rất là nhiều thế hệ cho nên là nó phân ra thế hệ không có cách ly, thế hệ cách ly. Đối với thế hệ cách ly thì nó an toàn hơn. Dòng điện cao tầng và vấn đề về cách điện, dòng điện dò, dòng điện điện áp cao thì phân ra là ghép trực tiếp, ghép điện dung, bỏng khi cầm máu gián tiếp qua qua kẹt. Cái thế hệ đầu tiên là thế hệ nội đất. Thế hệ nội đất, dòng điện phẫu thuật không được cách ly với dòng điện lưới. Dòng điện phẫu thuật không được cách ly với dòng điện lưới, nhớ nhá. Có thể chạy về đất chứ không cần, chứ không chạy về về máy. Đấy. Nó thường xảy ra nguy hiểm khi có hiện tượng rẽ nhánh dòng điện qua cái điểm tiếp xúc cơ thể bệnh nhân với cái điểm nội đất. Thì khi mà cơ thể bệnh nhân với cái điểm nối đất nó được nối với nhau thì nó sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Các điểm có thể xảy ra vết bỏng, ví dụ như là các điện cực máy theo dõi này, các điểm tiếp xúc giữa cơ thể bàn cặp như trong cái hình minh họa chúng ta thấy này. Đấy, đây là vết bỏng này, thấy không? Rất là nguy hiểm. Đấy, cái thế hệ lâu rồi. Cái thế hệ cách ly thì dòng điện phẫu thuật được cách ly với dòng điện lưới và nó phải tìm đường trở về máy. Chúng ta nhìn thấy này, đấy, nó vào cơ thể bệnh nhân, sau đó nó sẽ quay trở về cái dao mổ. Nó loại trừ được cái hiện tượng rẽ nhánh về về đất. Chỉ hoạt động khi có tấm âm cực gắn vào cơ thể bệnh nhân thôi. Đấy, tấm âm cực được đặt ở phía dưới lưng này. Tấm âm cực phải tiếp xúc tốt cơ thể bệnh nhân, nếu không tốt thì nó sẽ gây bỏng như trong hình này. Nhưng mà bỏng nó sẽ ít hơn và nó không nghiêm trọng giống như cái thế hệ máy nối đất này. Hệ thống theo dõi chất lượng trực tiếp điện cực trung tính là REM. Đối với điện cực trung tính thì nó sử dụng hai điện cực tấm. Nó loại bỏ được cái hiện tượng bỏng bệnh nhân do dòng điện có đường dẫn tốt để chạy về nguồn, loại bỏ được hiện tượng bỏng do tấm tấm âm cực. Dòng điện có tần số cao cách điện. Găng tay nó không có khả năng cách điện với dòng điện tần số cao sử dụng trong trong dòng mổ điện. Việc thực hiện sai kỹ thuật sẽ dẫn đến dò dòng điện cao tần và gây bỏng bệnh nhân. Có thể gây tác động lên thiết bị theo dõi khác và các thiết bị theo dõi khác sẽ nó chạy sẽ gây nhiễu, chạy sẽ không đúng. Thiết bị phải phù hợp với tiêu chuẩn EEG, EGC và AAMI để đảm bảo an toàn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Truyền điện trực tiếp, cách điện không tốt, hiện tượng điện dung. Truyền trực tiếp nguy hiểm này xảy ra khi mà phẫu thuật viên kích hoạt dao mổ. Họ có thể là họ bấm phím hoặc là họ sử dụng bàn đạp. Đấy. Khi đầu điện cực nằm gần với một cái dụng cụ kim loại khác, không kích hoạt dao mổ
Do vậy chúng ta phải lưu ý là không kích hoạt dao mổ khi đầu điện cực đang nằm gần ở một cái dụng cụ kim loại nào đó. Đây là điều lưu ý. Lỗi cách điện. Lỗi này hay xảy ra này. Ở cái chế độ cót thì thường sử dụng trong trong phẫu thuật. Điện thế của cót rất là cao. Nó rất dễ gây ra đánh lửa qua cả cái lớp lớp cách điện và gây ra cái các lỗ thủng ở ở trên đó. Thì dòng điện chạy qua những cái lỗ thủng này sẽ có chế độ tập trung rất cao và nguy cơ sẽ gây bỏng bất nhân ở những cái vùng mà camera hay là phẫu thuật viên khó quan sát thấy. Hạn chế bằng cách là sử dụng cái chế độ cất, chế độ cắt ấy, với điện cực tiếp xúc trực tiếp với mô. Ghép điện dung. Đây là vấn đề thứ ba của vấn đề an toàn bằng dao mổ điện. Ghép điện dung thì tốc điện tạo với hai vật dẫn điện ngang cách với nhau bằng một cái lớp cách điện. Với dòng điện cao tầng thì điện áp có thể truyền từ vật dẫn này đến vật dẫn kia ngay cả khi chúng được cách điện. Tạo ra dòng điện giữa vật dẫn và cơ thể bệnh nhân. Do vậy phải luôn luôn sử dụng điện áp thấp. Điện áp thấp nhất có thể hạn chế được cái hiện tượng này. Vấn đề thứ tư là chúng ta còn phải cầm máu gián tiếp và hiện tượng bỏng nhân. Dòng điện luôn tìm đường có điện trở nhỏ nhất để chạy qua. Bàn tay cầm dụng cụ phẫu thuật viên có thể trở thành cái đường dẫn cho dòng điện. Khi điện trở của cái lớp mô cơ thể bệnh nhân tăng lên đến mức mà đường dẫn qua tay phẫu thuật viên là một cái đường dẫn có điện trở nhỏ thì dòng điện sẽ truyền qua đó và gây nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu diện tích tiếp xúc giữa tay phẫu thuật viên và dụng cụ nhỏ thì dòng điện sẽ có mật độ cao gây bỏng cho tay phẫu thuật viên. Cầm máu gián tiếp và hiện tượng bỏng dần. Để tránh cái hiện tượng nguy hiểm này thì cần lưu ý sử dụng công suất thấp nhất có thể. Sử dụng chế độ degression để có được cái điện áp nhỏ. Sử dụng chế độ cắt để cầm máu không chạm vào cơ thể bệnh nhân khi thực hiện cái kỹ thuật. Những cái kỹ thuật này, cầm máu gián tiếp và hiện tượng cầm máu gián tiếp đấy. Các lưu ý để tránh nguy hiểm cho bác sĩ và bệnh nhân trong phòng mổ đó là chúng ta cần phải kiểm tra sự cách điện của dụng cụ mổ, sử dụng công suất cắt thấp nhất có thể, sử dụng chế độ có điện áp thấp, cắt ấy, không kích hoạt dao mổ khi hở mạch. Khi nào nó hở mạch? Khi đầu dao ở quá xa hay là không tiếp xúc với cơ thể bệnh nhân. Không kích hoạt dao khi đầu dao ở gần hay tiếp xúc với dụng cụ mổ bằng kim loại. Sử dụng kỹ thuật lớn cực khi có thể. Ở cái phần tiếp theo là các công nghệ hỗ trợ tăng cường cho phẫu thuật điện. Ở phần này thì mình xin lướt qua vài slide. Và nếu bạn nào muốn mình gửi cái slide này thì vui lòng liên hệ với mình ở phía dưới cái phần mô tả video đấy. Có rất là nhiều cái slide hay ở cái phần này. Rồi ok. Và như thế là kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi học tiếp theo.